I'm joking. No, what? Đừng có nói gì nhá, đừng có nói gì về con Lucian như lũa đây anh em. Mùa này AD khỏe á? Anh chưa chơi thử AD, nhưng mà mấy đồ chí mạng được mà, mấy cái đồ chí mạng được phải đái anh em ạ. Lucian lên đồi mới mạnh vãi lời, người mạnh má, mạnh vãi lìn luôn ý. Ok, bây giờ chí mạng hết rồi, bây giờ Lucian lên chí mạng hết rồi anh em ạ. Bây giờ Lucian auto chí mạng rồi anh em ơi, auto chí mạng rồi. Không trợ cá. Vâng. Mất hai con nha, mất hai con nha. Uầy, bỏ hết luôn mà. Nó bỏ hết luôn mà. Chơi game chắc kèo vậy ta. Chơi game chắc kèo vậy ta. Chắc. Chắc thì cũng phải ăn bắn nha. Chắc thì cũng phải ăn một tí bắn nè. Uầy. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Ok, kèo này mình không lên gương vô danh thì nó hơi phí anh em ạ. Yeah. Nhưng mà lên vương vô danh thì lại yếu. À. Trời ơi, người ta BK thì làm sao mà đỡ được. Một khi anh đã on mic, một khi anh đã on mic nha. Một mạng. Vô danh giờ tự động tích hoạt à? Bây giờ chắc mình trả lên vô danh nữa anh em ạ. Mình lên cái đồ này này. Cái đồ của con Lucian lên cái này khỏe lắm anh em ơi. Tại vì cái mình bắn được 3 hit ấy là mình có sát thương chuẩn. Bắn phê lắm. Đâu rồi bạn ơi? Mày đánh xương xương mà đã đứng nhà là sao nhở? Dạ tôi mày đẹp ha. Gì mày PK xương xương rồi đấy anh em. Ơ à. Mày lì thằng Yre lại bỏ hết lính luôn mà. Chưa hiểu lắm. Chưa hiểu chiến thuật của bạn Yre nó là gì. À đứng đây thông chỗ cá. Vào tiền, ok, vào tiền. Oh no, I'm fast as fuck, boy. Ui rồi ơi, tí nữa thì di tái anh em ạ, à. Ngon thế nhở. Con Lucian này thì anh em sẽ lên cái đồ huyền thoại ấy nhá, huyền thoại giống tôi này là đồ huyền thoại móc diệt thủy quái này anh em ạ. À. Lên cái đồ này anh em bắn trên 3 stack anh em sẽ được sát thương chuẩn. Bắn phê lắm. Con Lucian bây giờ chỉ phun chí mạng thôi. Gần như tất cả AD đều phun chí mạng hết. I'm joking. No, đừng có nói gì nhá, đừng có nói gì về con Lucian như lũa đây đây anh em. Từ bây giờ nick này sẽ là nick chính của mình nha anh em nha. Mình sẽ đánh nick này phục vụ tiền mùa giải anh em ạ. Trong lúc mình không có kèo gì thì mình sẽ đánh cái nick chính này. Cố gắng mùa này lên lại trách đấu nha. Cố gắng mấy hôm nữa lên trách đấu nha anh em nhá. Trách đấu cho bằng bạn bằng bè chứ nhỏ. Chứ để ba cái danh cao thủ này là mất hết cả hình tượng rồi. Lên hộ tôi cái à. Ờ anh em cứ. Anh em đừng khinh thường. Bây giờ anh em vào kèo đây. Duy còm lên trách đấu anh em phải cho con kèo gì nó rực rỡ đi nhở. Thể hiện cho anh em hiểu. Cái trình. Người chơi có trình độ. Ok chưa? Ok. Ok chưa? Really? Really nigga. Muốn bước lên thách đấu em phải bước qua cánh cổng kim cương của ba gà. Đúng 3 ngày nữa em lên cao thủ. Đang bạch kim 1. Đúng 3 ngày lên cao thủ, không nói nhiều. Hello. Ui. Sao nó bắn đau thế? Ui, con này Z205 anh em ạ. Ui, đúng rồi, Duy biết là Duy già rồi, nên là Duy bây giờ Duy mới thử xem Duy còn leo trách đấu không. Được chưa? Anh em đừng chê tôi già. Dừng càng già càng cay. Ok chưa? What the hell? Hẹn anh em đúng 10 ngày lên trách đấu. À rồi, 10 ngày hơi bốc phét. Có đơm không? Đơm.
Đơm. Bảo đơm là đơm mà. Bảo đơm là đơm, sang. Die. Chơi đùa ấy, từ từ. Chơi đơm được vội, về á. Uầy. Thợ săn đùa, thợ săn lại bị săn lại. Úi sao ngày lém xa thế. Mình tưởng mình là thợ săn, hóa ra là mình bị săn anh em ơi. Phải mua một cái khăn thôi, phải mua, bắt buộc phải mua một cái khăn thôi. Anh em phải hiểu ấy, anh em đừng có nói là 75 hay 100 điểm hồi chiêu. Nghĩa là điểm hồi chiêu thì nó là chỉ là điểm hồi chiêu thôi, còn cái phần trăm hồi chiêu mới quan trọng này. 20 điểm là 17%. Uầy. Ui. Ui, mỏng thế nhỏ. Mình hơi mỏng anh em ạ, mình hơi mỏng. Mình hơi mỏng một tí đấy. Mình ạ. À. Chúng có hết chiêu rồi, chúng bớt hết duy rồi. Uầy, nhưng mà được. Ui. Hỏng rồi. Tự làm Maron. Ok, về. Từ từ đấy anh em, cho tôi đọc cái này một cái, tại vì tôi chưa lên cung xanh phát nào. Sẽ cung cái phát thông vật lý, hết sâu. Cung nào là cung tím nhỉ? À không phải, bây giờ cung là tất cả đều giảm hồi máu hết, chứ không còn cung đỏ nữa. Cái, nhưng mà cái này có chí mạng. Ờ, cái này có chí mạng lên được này. Cái này có chí mạng thì hợp với Lucian. Ờ, ok. Còn cái kia có máu, một cái giảm hồi máu là có máu, còn một cái giảm hồi máu là có chí mạng. Ờ, rồi nhớ nhá. Anh em lưu ý nhá, bây giờ không còn cung xanh với cung đỏ rồi. Một cung là dành cho kiểu semi tank, còn một cung là dành cho full AD. Thì bây giờ mình đang đánh AD thì mình lên luôn cái cung AD nhá. Là cái lời nhắc tử vong này. Còn cái này là cưa xích hỏa kỹ là của mấy con đấu sĩ rồi. Có máu mà. Gì đấy? Gì dở rồi. Sao ông Lulu ấy còn nguyên nào, đừng có su. Thâm à. Sao mấy người anh em lại su được nhở. Mấy người anh em nó xin cái địa chỉ gái. Lulu ơi, Lulu ra là vào việc này. Đờ Lulu. Ôi, có R à? Ôi, chết rồi. Ôi, vãi cả đáy, Lulu không có R à? Ôi, chết sai rồi. Ui, mình cứ tự tin tưởng Lulu có R. Ái rồi. Thua ngược rồi anh ấy, có thắng đâu mà thua. Trận này team mình đang thua từ đầu mà, có thắng đâu mà thua. Trận này phải đánh cẩn thận. Ra mid này. Ui, gì vậy? Nào lại chạy đường đi rồi. Ok. Rờ. Ui.
Ông này không bao giờ được luôn ạ. À mình phải lên hút máu chứ, mình chưa hút máu. Mình chưa hút máu bảo sao. Mình hơi gà anh em ạ. Đấy cơ. Ok ok, đẩy mít luôn, đẩy mít luôn, đẩy mít luôn, đẩy mít tới luôn. Đao thủy ngân này giờ gọi điện không có hút máu luôn. Đao thủy ngân không có hút máu, thế thì mình lên ấy đi, mình lên huyết kiếm luôn anh em ơi. Tại vì huyết kiếm bây giờ là có hút máu với cả chí mạng luôn, mình lên thêm huyết kiếm nữa là mình 100% chí mạng luôn, 100% chí mạng là binh. Đau chết. Ôi cay ngơi, hút hút nhà cho em rồi, đánh nhà cho em rồi. Nhà cho em, đánh nhà cho em. Mình cảm giác mấy cái đồ của mùa này nó cứ bị mạnh quá ấy. Xong bắt đầu đồ thủ nó bị ít ấy anh em. Đồ thủ cho AD nó bị ít ấy. Nhiều đồ đam quá. Không biết anh em có cảm thấy thế là dòng này. Hay luôn, hay luôn, hay luôn, hay luôn, hay luôn. Ok chưa? Bắn như thế thì đã đủ gạch tem chưa? Tôi chim mơ mọi nơi mà. Tôi chim mơ mới nổi mà. King game. Các bạn có nhu cầu mua PC, liên hệ máy tính chính hãng với họ bảy.